Thành khai nhận do nghiện ma túy, lại không có công việc ổn định nên thường đi lang thang, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Mới đây, lợi dụng một nhà người dân ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đi vắng, đối tượng đã phá khóa cửa, đột nhập trộm cắp số tiền hơn 193 triệu đồng và một đôi bông tai bằng vàng. Hiện cơ quan cảnh sát đã thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp nói trên. Được biết, Thành từng có 5 tiền án cùng với tội danh này.